thì giờ thì cô chú với lại Linh Vũ. Rất liêu ha. Nghe em hát về Bạc Liêu mà lòng tôi thấy thương em nhiều. Nhà cô hai ở miệng giá dài, người con gái có ngon đơn tiệc hay dâu. Vẫn đi tìm để được nghe tiếng đơn kiềm. Cô ba có nhà cha khá, đời cần lao nước da mặn mà. Bàn tay trai bơi cao núi đua, đời nhà nông sống quanh quẩn ruộng lúa. Nắng mưa, mưa nắng hai mùa, dòng nhân nhìn dân là còn nghe ca mà anh sởn gốc rồi sởn con nhà nông con nhà nồi á con nhà nồi mà con nhà nồi thôi lấy một đoạn ca cổ đi Tiểu Linh Vũ. Tiểu Linh Vũ là ca cổ được nữa hả? Tương lai sẽ nấu ngôi còn năm con nhà nồi mà anh hỏi ca đổ được nữa không con nhà nồi mà hay lắm đó con nhà nồi mà. Thôi bây giờ là mình ngưng lại để cho em suy nghĩ. Cháu ruột của cậu Nam Vũ Linh mà. Ha. Dạ. Rồi. Còn đây là một đoạn người ta cổ đi. Một người ta cổ đi. Đoạn nào em yêu thích á. Hầu tử đi, hầu tử đi. Ai mua trăng mà người đừng đem trăng đi bán. Người định bán bao nhiêu một ánh trăng dài. Người ở trần gian hay tận chốn cung hằng, ta muốn hỏi người điên hay tình, cứ cần tiếng rao hoài bán một dần trăng. Đã mấy đêm rồi người ngồi đêm sao băng, nghe sương khuya nhỏ gió vào hồn. Ta muốn hỏi người để mua đứt một vần trăng, nhưng chỉ sợ rằng trần gian ngu tối. Hay quá Tiểu Linh Vũ ơi. Cái giọng cũng na na giống cậu Nam Chú Linh đó. Cái giọng rất là hay. Quá là giống cậu Nam Linh. Giống dữ dằn. Giống. Rất là giống. Có đoạn cả. Quá hay rồi, quý chú chị ơi. Dạ, con cảm ơn. Rồi. Tiếp câu 2 luôn anh. Con xúc động quá, em xúc động quá quý chị ơi. Xúc động nhiều. Em nói chuyện mà xúc động luôn. Vũ là tương lai chỉ theo truyền thống gia đình nha. Khi mà cậu Nam đi nói đó và cha Nam nhà hát này sức khỏe già nói là rất là tuyệt vời luôn quý cô chú chị. Mong đợi đến Tiểu Linh Vũ á này á để tiếp bước đối với truyền thống gia đình. Nghe em hát xong á là anh nổi da gà luôn á. Cái giọng na na giống như cậu Nam Linh. Ờ, thật sự em anh cái cảm giác của anh phải nói là cũng như là con nhà kiểu nồi như là con không nhà có gì mà để chúng tả cánh. Nổi á. Phải nói nghe trai nghe nó đã luôn. Ờ, nghe đây mình dùng bít nữa hay nữa, bít nó tiếng nó hay lắm. Nghe ở trên không đã mà nghe nghe ở ngoài, nghe ngoài nó mới đã. Mà rất là hay. Ừ.
rồi anh cũng cảm ơn em ha. Nãy giờ em cũng là yêu cầu quá cho nên là em mới hát một bản, giờ thành ra em hát thêm một đoạn nữa. Rất là cảm ơn em đã theo lời yêu cầu của anh. Cảm ơn anh nhiều ha. Dạ. Em mà cảm ơn em. Nó hay như tê tá luôn á. Nàng ơi, nàng hỏi rằng ta điên hay tình, còn nàng tình hay điên mà mua ánh trăng vàng. Trăng của riêng ta, ta chỉ bán cho nàng. Trăng trong thơ của hàng mã tử, dù khuyến hay tròn, dù đụng hay trong, nếu mấy đêm rồi người ngồi đêm sao băng, thì ta cũng thao thức qua những đêm sầu duyên kiếp. Nàng buồn vì sương khuya nhỏ gió, còn ta thì đợi chờ đã mấy mùa trăng. Y như bà còn nằm chú lên luôn á, là y bà luôn đó. Chín luôn, nằm đứng đầu năm luôn đó. Nghe mà nhớ là nhức nách luôn á. Rất là cảm ơn em ha. Cảm ơn. Hát tặng cho Bắc Nam mình. Em là sẽ là một trong những người phát huy cái thế hệ cho này chú tôi, cháu ruột chú Linh mà. Em có là tiến triển không mà chuyển giọng lắm em ơi. Thật sự luôn. Con nhà Tông không đông đông cũng như Lâm Cánh à. Đúng rồi. Con nhà Tông em sẽ nổi luôn. Không, em biết sao không? Anh có theo dõi cái kênh của em và anh biết em chứ là cô hát trong một cái quán bar hay là một cái quán của em gì đó. Của em là với nhà. Của nhà. Rất là hay luôn nên là hôm nay là lần đầu tiên em đến đây, anh là yêu cầu em có gì thì em cũng bỏ qua cho anh ha, tại vì nãy giờ đi theo năng nỉ nãy giờ nên là em thấy ấy quá nên hát tặng tại vì sức khỏe của em rồi không đó có cho nên là em hát bài Hà Phật Tử Tắc Mê nha, còn hát rất là hay. Rồi rất là cảm ơn em, chúc em nhiều sức khỏe ha. Bây giờ sau khi mày cái này bảo đảm em sẽ có rất là nhiều tham luôn. Thật sự luôn á. Nó có chú vô cái YouTube của em á. Đúng rồi. Không phải là lâu lâu nha. Cái video của Hiền Tiên nó tới đây là kết thúc. Tiên sẽ tiếp tục đặt vào những video mới trên kênh của Hiền Tiên. Cả nhà nhớ đăng ký kênh cũng như là like để đi tìm video.